Em gửi anh hình ảnh chi tiết của chiếc két sắt này anh ạ. Ở bên ngoài của két sắt thì là được sử dụng cái bản lề chìm. Đồng thời đặc biệt là cái phần ổ khóa là được làm âm chìm ở bên trong. nên tạo độ thẩm mỹ rất là đẹp và sang trọng. Khi mà mình sử dụng chiếc két sắt này thì vô cùng đơn giản và thuận tiện. Bởi vì vân tay sử dụng rất là nhạy. Mình chỉ việc đặt vân tay vào đây thôi. Là tự động cánh cửa sẽ lao ra và mình không cần sử dụng đến bất kể chìa khóa hay là tay nắm trong quá trình sử dụng. Và khi mình muốn đóng lại thì mình chỉ việc là ấn giữ cái phần cánh cửa này vào là tự động kết sắt sẽ sập chốt, khóa được ngay vào luôn. Rất là đơn giản và thuận tiện. Và đồng thời mình có thể mở được cái kết sắt này ra bằng cách là ấn mã số điện tử. Mình chỉ việc nhập mã số vào đây. Sau đó nhập đúng kết thúc một nút thăng để hoàn thành là tự động cánh cửa sẽ lao ra được ngay. Và chúng ta có thể thấy được ngay là gì? Kết sắt được sử dụng là thép đúc liền nguyên khối, hình thức và kiểu dáng. Rất là đẹp và được sử dụng một lớp sơn hoặc là sơn nano phủ bóng màu trắng lên đảm bảo rất là bền màu và chống được bong chóc theo thời gian